chương truyền cảm hứng yêu thích nấu ăn cho các em nhỏ từ 6 đến 13 tuổi, giúp trẻ hiểu được tình cảm và niềm vui gửi gắm trong mỗi món ăn, sự chia sẻ công việc nhà giữa các thành viên trong gia đình. Báo Sài Gòn Tiếp Thị Online và 4P Food mở ra sân chơi ẩm thực cho mẹ và bé mang tên Vào Bếp Cùng Mẹ. Đây là cuộc thi nấu ăn, nhưng thú vị ở chỗ là không đòi hỏi trẻ phải biết nấu ăn mới được tham gia. Trẻ sẽ làm quen với công việc bếp núc từ những hoạt động đơn giản như lạc rau, rửa chén, phân biệt các loại nguyên liệu. Với sự đồng hành của mẹ và sự hướng dẫn của các giám khảo chuyên môn, cuộc thi lần đầu được tổ chức vào năm 2018, thu hút 35 đôi mẹ con dự thi với 5 tuần thi vòng loại và 1 vòng chung kết. Khép lại hành trình 6 tuần cùng cuộc thi, hơn cả mọi thứ hạng cao thấp, sự gắn kết giữa mẹ và con mới chính là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực gìn giữ nếp nhà qua bữa cơm chung của mỗi gia đình có mặt tại sân chơi này. Đây cũng chính là động lực để Sài Gòn Tiếp Thị Online và 4P Food duy trì tổ chức cuộc thi hàng năm như một điểm hẹn vui vẻ và thú vị cho mẹ và bé vào mỗi dịp hè. Ngày nay ngoài học chữ thì kỹ năng sống là một trong những việc quan trọng mà trẻ cần được rèn luyện từ nhỏ, bởi điều này có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành và phát triển tâm lý của trẻ. Theo chuyên gia tâm lý Võ Thị Minh Huệ, kỹ năng làm bếp từ đơn giản như lạc rau, vo gạo đến phức tạp hơn như nấu cơm, luộc trứng, kho thịt, nấu canh sẽ giúp trẻ biết cách nhận diện thực phẩm, lựa chọn thực phẩm tươi ngon, giúp trẻ có khả năng sử dụng dao, kéo, bếp. Từ đó, kỹ năng làm bếp sẽ giúp trẻ có sự sáng tạo phong cách trình bày món ăn, biết chăm sóc sức khỏe bản thân, ăn uống điều độ, không phụ thuộc vào thức ăn nhanh, thức ăn gọi sẵn và tiến tới việc biết chăm sóc, quan tâm đến người khác. Đặc biệt, những kỹ năng này sẽ giúp trẻ dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới và tự lập khi đi học xa nhà, không có ba mẹ kề bên. Trước đó con không thích nấu ăn, nhưng nhờ chương trình Vào Bếp Cùng Mẹ mà con đã thích thú với nấu ăn hơn. Mọi kỹ năng trẻ học được trong gian bếp, sự gắn kết gia đình mới chính là thông điệp cuối cùng mà Vào Bếp Cùng Mẹ muốn truyền tải đến các gia đình có mặt ở sân chơi này. Đây là lần đầu tiên mình tham gia cuộc thi Vào Bếp Cùng Mẹ của Sài Gòn Tiếp Thị. Mình cảm thấy rất thú vị nên là lập tức đăng ký liền để hai mẹ con có thể tham gia cuộc thi này. Mình muốn là các con có một cái mùa hè thật là đặc biệt, có một cái kỷ niệm đẹp. Và đúng như mong muốn của mình, mùa hè này rất là ý nghĩa, rất là đáng nhớ của hai mẹ con. Như vậy là sau 4 tuần thi vòng loại, hôm nay 8 đội chơi xuất sắc nhất của Vào Bếp Cùng Mẹ 2019 sẽ bước vào cuộc so tài cuối cùng của mùa giải, chinh phục ngôi vị quán quân của cuộc thi năm nay. Đó là các đội: đội số 1 mẹ Ngô Thị Hồng Ngọc và bé Nguyễn Phúc, đội số 2 mẹ Dương Xuân Hoàng Ngân và bé Huỳnh Gia Hân, đội số 3 là mẹ Phạm Thị Hồng Yến và bé Nguyễn Phạm Nam Phương, ở vị trí số 4 là mẹ Lý Diễm Hồng và bé Hà Thắng Quốc Huy, vị trí số 5 là mẹ Nguyễn Thụy Thanh Trúc và bé Trần Nguyễn Lan Phương, đội số 6 là mẹ Võ Như Nhi và bé Đỗ Như Ngọc, đội số 7 là mẹ Vũ Hoàng Diễm Phương và bé Trần Quân Hào, và đội số 8 mẹ Lê Thị Thùy Trang và bé Trần Kỳ Quốc. Chúc các đội sẽ có phần thi như ý.